Không nhất thiết phải ra trạm y tế mới có giấy chứng nhận F0. Theo VTV, người dân có thể khai báo thông tin qua hotline của các trạm y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, phường, thị trấn, tổng đài 1022 hoặc tổ hỗ trợ chăm sóc F0 tại nhà. Gần đây, nhiều người dân tại Hà Nội phản ánh về việc không biết rõ phải xác nhận là F0 như thế nào. Nhiều nơi chưa thống nhất về cách thức xác nhận. Trong khi đó, những giấy tờ này cần thiết để họ làm các thủ tục nhận bảo hiểm hay được hưởng các trợ cấp của nơi làm việc. Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A nên bắt buộc vẫn phải có quyết định cách ly, hoàn thành cách ly và các giấy tờ khác cho bệnh nhân. Tuy nhiên, người dân có nhiều cách khác nhau để có được các giấy tờ trên mà không phải ra khỏi nhà, tránh được tiếp xúc, hạn chế lây lan dịch bệnh. Nhiều phường xã cũng đã sắp xếp tổ chức lại, hỗ trợ y tế cơ sở trong việc xác nhận F0 cho người dân, huy động tổ dân phố tham gia, áp dụng công nghệ thông tin và có nơi cũng đã tổ chức đưa giấy xác nhận đến tận nhà cho các F0. Người dân cũng nên chia sẻ với lực lượng y tế cơ sở vì các y bác sĩ đang làm việc hết công suất và thực sự quá tải. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!